Rồi tắt vô. Cầm đi. Dưới chịu khó đi. Đây cái khó này nè. Cái khó này là cái khó cầm máu. Sao? Mọi người bây giờ là 7:10 giờ sáng. Đúng không ta? Oh my god, đây là 11 giờ sáng rồi. Và chúng ta mới ăn sáng xong và chúng ta đang ở trên đỉnh Thái Lái. Yeah, một đỉnh núi cao nhất tại Lý Sơn. Đúng không ta? Yeah. Và núi lửa này thì nó chưa được phục trào, nó đang giữ được có 4 triệu năm rồi. Cái mắc mạc gì quan trọng trong núi lửa có là gì ta? Dung nham. Nó chưa có được bùng ra nên hôm bữa học một con mê quên mất rồi. Ok, và bây giờ trên này rất là gió, biển bên cạnh xung quanh đây sẽ là Biển Đông. Oh my god. Xung quanh đây là Biển Đông. Và đảo này rất là gần đảo Hoàng Sa, rất là cute, dễ thương nha. Rất là đẹp. Có dịp rảnh á thì mọi người hãy đến đây và ăn tỏi cô đơn cho mọi người. Cô đơn lắm. Yeah. Và đến tham quan những cái điểm mà rất là đẹp ở đây. Nego. Mọi người hãy, trước khi vào đây mọi người hãy thử cái món là đi tàu siêu tốc. Trời ơi, tôi nói là nó mệt đi đâu thì mọi người thử đi, mọi người biết nhá. Sợ lắm. Đi tàu trên nước này mọi người nhớ uống thuốc chống say nhá, chứ không là mệt lắm ấy nhá. Mình đang ở trên đỉnh núi lửa và mình đang muốn coi cái hồ núi lửa, tại vì cái núi lửa này nó đã phun trào được 4 triệu năm rồi, nhưng mà bây giờ nó không phun trào nữa và bây giờ mình sẽ lên đấy, nhưng mà nó có vẻ hơi xa. Hay là mọi người hãy coi một mảnh đất, một miếng đảo ở Lý Sơn chỉ vọn vẹn 10 km thôi, km vuông nha mọi người. Đó, bé tí à. Bé, nhưng mà mọi người lên đây đứng thì nó bé cực luôn. Đó, bé xíu. Ở đây người ta gọi là hồ núi lửa, tại vì có hai cái núi lửa nên ở giữa người ta để một cái hồ nước, nên bây giờ mình sẽ lên coi thử, nhưng mà nhìn nó xa quá. Đi thôi nào. Mệt cho mọi người. Mình đi nãy giờ cũng được tầm 1 km rồi đó. So tired. Nhìn mà giống mặt người thế nhỉ. Nhìn nó cứ như cái cục gì.
gì nữa mọi người. Thực ra là cục đá. Quần hốc đi dưới này. Ủa cái gì nó cái xanh xanh vậy? Thôi không lên rồi em mệt rồi. Nó rất là dưới mình tưởng là nó bé thôi nhưng mà nó là bự thật đấy. Chỉ kia là một cái. Ôi mọi người có nhìn thấy kìa, nước xương nó chảy xuống từ từ kìa. Ôi, trời ơi thả nào mưa này mất cái sữa nó mưa sai rồi ra xương. Thôi chiến sử ấy.
đắp cho. Cầm đi. Dưới đi, dưới đi, chịu khó đi. Đây cái có này nè. Cái có này là cái có cầm máu. Đâu nè. Sao? Rồi đắp cho. Cầm đi. Dưới đi, chịu khó đi. Đây cái có này nè. Cái có này là cái có cầm máu. Đâu nè. Sao? Do biển nó vào chứ đâu phải đâu. Biển nó đập nhiều quá, cái hang nó tạo thành một cái hang đó, chứ đâu phải là một cái hang sẵn đâu. Địa lý trong đầu. Mình đang ở cổng tò mò tại đảo Lý Sơn. Nó rất là đẹp, nhìn là rất là bự, nhưng mà ở ngoài đời thật thì nó rất là đó, cute chưa, rất là đẹp, rất là to.